Thần tiên tỷ tỷ à, thế lực nào, thế lực nào đã mang tỷ tới đây? Muốn quá nói cái gì đâu không? Cái này là dành cho những người yêu sinh lý như một cái tốn thời gian là một phút chỉ để tặng bờ cái trời này thôi đó hả? Không phải đâu, thật ra là tốn rất nhiều thời gian, tại vì bán biết bao nhiêu ký kem trộn mới mua được mấy cái đó. Mùi đường rảnh quá đi đó. Mùi à, có biết là hết thời gian mùi sẽ bẻo phải hay không? Hay như là mùi chưa ý thức được chuyện đó. Không thôi, mình bẻo thử một lần cho biết đi. Xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài luôn chấp được thế tuổi há mồm. Làm cho tất cả. Dạ, em tên là Quỳnh Hương Lợi. Bạn này tên Tấn, bạn này tên Văn, bạn này tên Việt, bạn này tên Thủy, anh này là Thắng. Rồi mình là sao quen biết anh em với nhau? Dạ là em thi rồi, em mời mấy bạn diễn chung là thi chung luôn. Có em là thế lực gì mà mời được nguyên một đại gia đình hay vậy? Còn nhiều lắm anh, là dẫn lên hết kiểu quá. À, đông còn nhiều lắm nha. Ủa em đi thi hay đi đá banh mà đông tiền? Sao dạ, vậy em? Hả? Những người bạn này là ai của em? À, quen đi thi quen. Đi thi quen thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi anh đã hiểu rồi. Thi. Rồi. Rồi vô chuẩn bị. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ê thầy vô. Ê thầy vô kìa. Tôi nghe nói là trong cái lớp này có những thành phần học sinh cá biệt. Và tôi cũng nghe nói rằng là trong cái lớp này cũng có những thành phần học sinh mà có thành tích học tập cực kỳ thấp. Thôi, vô bài mới. Nè, má không chịu, mẹ mới chịu hả con? Cảm ơn con và bạn nhỏ. Con thi không? Dạ. Thi hang? Dạ. Ừ, thi đi. Có ai hỗ trợ cho con không? Tiết một thứ hai mẹ diễn chung. Tiết một thứ hai mẹ con mới ra hả? Chú nghi mẹ con không ra được quá. Rồi, sẵn sàng chưa? Dạ, con đã sẵn sàng. Thời gian 60 giây bắt đầu. Nhà mình có cái mang heo. Ai vô mà lấy cái gì mà heo ăn, lấy cái gì mà heo ăn. Càng ngày heo càng ôm nhấp. Càng ngày heo càng ôm nhấp chứ cái tội. Bây giờ hơi mập chưa nè, hơi mập luôn nè. Đồng ý hai tay hai chân luôn. Để con kể cho chút nha. Ở xóm nhà con á, có bà tám nhiều chuyện. Con không ghét cái tội nhiều chuyện của bà. Nhưng mà có nghe bà nói chú là chứ mập, chú là chứ ôm. Đâu có nói vậy đâu. Ủa nhưng mà chú mập ơi, chú ăn gì mà mập vậy giờ? Chú ốm ơi, bộ chú bị chú hơi mập dành hết đâu ăn rồi hả? Phải không chú hơi mập? Phải không chú hơi ốm? Thời gian đang trôi, thời gian đang trôi. Dạ hết. Không sao đâu bạn nhỏ ơi. Hết giờ rồi. Nhà con ở đâu? Nhớ. Nhà con ở đâu? Tây Ninh phải không? Dạ Tây Ninh. Chú Thành chỉ đường con về nhà nghe. Hồi nãy á, chú đã nói rồi mẹ con không ra được đâu. Đường này nè, mẹ ở trong đó nè. Giờ gặp mẹ đi. Đường bên này nè. Mẹ ơi. Đi con. Mẹ con không dám ra đâu. Mẹ con bên đây nè. Bên này nè. Đi vô đi con. Đi xuống 2, 3. Đi. Con có 2 tiếp 1 lần. Đi, chú dẫn con đi. Đây. Con có 2 tiết mục. Ừ, năm sau diễn, đi con. Đi con, đi. Mẹ trống, đi vô, ngoan đi. Ừ. Mẹ bên đây. Mẹ trong này hả, mẹ chui qua đây rồi. Mẹ không dám ra đâu, đi con. Mẹ bên đâu. Ngoan đi con đi. Thôi được rồi à, cháu nó dạ. Không muốn vô. Cô gái à, cô mẹ gái ơi, mẹ ơi. Mẹ dắt, dẫn con vô đi mẹ. Dắt cháu về nào. Con nó vẫn chưa tin là nó rớt đó. Mẹ ơi, ra nói cho con nó tin vậy? Kìa mẹ bên đây mà không tin. Mẹ ơi. Mẹ bên này mà không tin, tao sẽ cãi tôi à. Kệ em. Trời ơi, cãi tôi à. Mẹ tự nghe chưa qua bển gì vậy? Bên này mẹ nó lên
lên đường này xuống đây thôi. Xin chào chú. Đó. Bye bye mẹ. Chào nha. Rồi. Chào rồi, bye bye. Cháu nó chưa từ chấp này, nhận được sự này, thật mẹ ơi. Nó muốn mẹ nó phải ra từ bên này. Tự ngăn mà nó chứ chưa tin bà này là vậy. Mẹ nó bị sốc tâm lý. Bị sốc tâm lý. Mẹ nó phải ra hướng này. Tôi thấy cái bóng ở trong này nè, hiểu không? Ở cái này là mẹ tôi. À, bà không phải được, bà không phải mẹ tôi. Không, tôi chưa thua. Tôi chưa thua, không. Tôi chưa thua. Xin mời thí sinh kế tiếp. Làm cho tất cả danh bài luôn trong tư thế tươi há mồm. Làm cho tất cả. Con xin chào ban vị giám khảo. Con tên là Đinh Thị Kim Hòa, năm nay con 10 tuổi. Con xin tặng ban giám khảo một món quà. Trời ơi, xinh xắn quá con ơi, mặc cái đầm cũng đẹp nữa. Có Huy, em có yên tâm, em có. Theo anh đếm là em có. Cảm ơn con, trời ơi, cái mặt đẹp quá vậy trời. Con nặng chứ Kiên Thành. Cảm ơn con. Thời gian 60 giây cho con bắt đầu. Rồi ăn xong rồi đi chị tắm cho mấy tục tân nha. Nè bé Trứng Thành tắm trước đi. Nè đó. Trời bé Trứng Thành tội nghiệp chứ ta. Ăn ít quá à, ghét rồi bị xanh lè xanh lét luôn hà. Thôi em tắm trước đi nha. Thôi em tắm trước đi nha. Đó. Ý xem tè rồi. Thôi để chị gửi đích cho. Rồi. Đó. Chờ xíu đi. Bà vú heo quên về thay quần áo cho em. Rồi. Tới bé Trường Giang nè. Đó. Việc Trường Giang. Thôi bé Trường Giang đắm đi. Trời ơi sao cái bụng em bự dữ vậy. Có ăn kiêng không? Mà cái bụng bự dữ gì. Đăng. Rồi rồi. Đi như chú cười chi vậy. Trời ơi. Sao con ngang ngược vậy? Con lại đi con diễn là để cho chú cười mà sao chú cười con chữ? Hả? Mẹ con nói con làm cho chú buồn mà. Mẹ con nói là con phải làm cho chú buồn mà. Mẹ con là thế lực nào mà khủng khiếp vậy? Trời đất ơi. Đi thi hài mà đi làm cho hai chú buồn là sao? Con không biết. Không, vậy con không cần biết. Chú ủa, không cần sao cười vậy? Con sắp xếp đàng hoàng rồi mà. Ừ. Con sắp xếp đàng hoàng là không có cười đâu. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi. Tiếp, tiếp. Chưa. Đừng để nó hiểu, đừng để nó hiểu. Tiếp đi. Con bị lộn rồi, trả con nói lại cho coi. Mày xạo hả? Đó, mày xạo hả bự? Cho vừa à. Trời ơi, thằng ít. Diễn là nhớ đúng nhưng mà tặng là tặng lộ. Bây giờ nè, bởi tôi nói là thiên hạ thấy không? Học tài mà thi phận là cái này là hợp lý. Nó chưa hiểu gì đâu. À, tắm xong rồi về tới mặc đồ này. Mặc đồ nè, đó. Rồi. Chuẩn bị cho con ơi. Được, giờ bỏ dưới, bỏ con dưới đi, bỏ con dưới. Rồi, bắt đầu nè, bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Thời gian 60 giây, bắt đầu. Mấy giờ rồi mà mấy bà vú không có chịu về bận quần áo cho mấy tục tơn của chị. Thôi, để chị bận luôn cho rồi. Không biết cái váy mà hồng, đáng yêu đi của ai đi nè. Rồi, biết rồi, cô bé. Ngô Kiến Huy nè, chị biết tính em là cái hồng nè. Nè, đó. Trời ơi, cân ghê không? À, đó, dạ, cái váy màu. Ồ, chú, tại chú. Không biết cái váy màu ca này của ai. Đẹp dữ vậy trời. Rồi, ủa em bé Trấn Thành thích màu hồng hả? Màu cam hả? Thôi. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Có ai cãi với người đâu. Nó chưa hiểu đâu. Tiếp đi. Con ơi, thi tiếp. Phải
đi, con hỏi mẹ con cái đã. Bây giờ tôi đang muốn biết cái bà mẹ đó là cái thế lực nào mà khủng khiếp từ nãy giờ. Sao mẹ không chịu ngồi giống người ta hả? Sao mẹ không chịu ngồi giống người ta? Trời ơi bà mẹ. Bây giờ bé nó hỏi chị đó, có muốn thi tiếp hay không? 20 triệu rồi đó. Em biết là nó chưa hiểu gì đâu. Thôi con không thi tiếp đâu. Hai chú này cười hoài.